Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Tiêu điểm nóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, phát sóng vào khung giờ quen thuộc lúc 18 giờ 40 phút mỗi ngày. Thưa quý vị, đô thị hóa nhanh chóng kéo theo dân số tăng cao, đồng nghĩa với việc số lượng rác thải tăng lên đáng kể. Thêm vào đó, hành vi vứt rác không đúng nơi quy định thể hiện ý thức bảo vệ môi trường chưa tốt, gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường và mỹ quan đô thị. Chương trình Tiêu điểm nóng hôm nay xin dành thời lượng để bàn về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Trường học, trước cổng bệnh viện, nhà chờ xe buýt, công viên. Không chỉ những nơi này mà ở những địa điểm khác cũng có sự hiện diện của rác. Có thể thấy rác có ở khắp mọi nơi, từ cây ATM ngoài đường người ta cũng có thể xả rác. Từ rác vô cơ đến rác hữu cơ, từ rác thải sinh hoạt trong gia đình đến rác từ đồ ăn thức uống nơi công cộng. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống, ô nhiễm môi trường. Đối với xu hướng phát triển của xã hội, dân trí, trình độ dân trí ngày càng cao, thì cái tỷ lệ người mà có ý thức bảo vệ môi trường ngày càng tăng. Duy chỉ có là chúng ta chưa có một cái cơ chế hoặc là chưa có một cái hệ thống giáo dục mà nó yêu cầu và đòi hỏi cái người dân là cần phải biết được rằng là cái bảo vệ môi trường đó là cái việc làm tất yếu, là giống như kiểu là cái việc làm hàng ngày của chúng ta đi làm. Chúng ta đói thì chúng ta ăn, thì cái đó là cái việc bảo vệ môi trường là cái việc gần như là một cái phần của cuộc sống hàng ngày. Hiện nay, vấn đề xả rác bừa bãi đang diễn ra phức tạp. Hiện tượng này xuất hiện nhan nhản trên đường phố, từ thành thị đến nông thôn. Người ta vẫn vô tư xả rác bừa bãi, ngay cả khi tụ tập ăn uống hay bên cạnh những gánh hàng rong. Vậy cho đâu mà hiện tượng xả rác bừa bãi đã tràn lan như vậy? Nguyên nhân đầu tiên, do những thói quen xấu, lười biếng và lối sống lạc hậu, ích kỷ, chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân của một số người. Họ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần nhà mình sạch là được, còn ai bẩn mặc ai. Những nơi công cộng không phải là của mình, vậy thì việc gì mà phải mất công gìn giữ? Cứ vứt rác ra đường là sẽ có đội vệ sinh dọn dẹp. Cái việc xả rác nơi công cộng đó là tôi vẫn đánh giá là đó là cái việc làm của một số ít người. Và nhưng mà câu chuyện là con sâu làm rầu nồi canh. Vì cái rác đấy được xả không đúng nơi quy định, cho nên các đơn vị chức năng và những cái đơn vị thu gom liên quan họ không có chức năng để thu gom những cái rác đấy, cho nên dẫn đến cái rác đấy nó sẽ nằm ở cái vị trí đấy ở một thời gian rất là dài và gây cái mất mỹ quan đô thị. Và từ đó sẽ gây đến ảnh hưởng về vệ sinh môi trường đô thị. Với tình hình vứt rác bừa bãi như hiện nay thì những hậu quả kéo theo nó cũng không phải nhỏ. Trước tiên là gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Rác bị xả bừa bãi liên tục, ngày càng nhiều, nếu không được thu dọn sẽ bốc mùi, gây ô nhiễm môi trường không khí. Đó là chưa kể rác thải y tế, rác thải công nghiệp độc hại bị thải ra ngoài môi trường. Nhiều người vẫn chưa thực sự ý thức được trách nhiệm bảo vệ môi trường. Cho nên, khi thấy tình trạng xả rác nơi công cộng thì vẫn xem như không phải chuyện của mình. Đây là lý do khiến cho tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Biện pháp để ngày càng giảm cái việc mà xả rác bừa bãi và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thì cái việc biện pháp căn cơ vẫn là cái biện pháp giáo dục. Chúng ta phải giáo dục và làm công tác truyền thông thường xuyên, làm thường xuyên luôn. Tại vì chúng ta vẫn là trong giai đoạn đầu của phát triển công nghiệp và phát triển đô thị. Việt Nam chúng ta là có cái phát triển sau, nhưng mà chúng ta lại có một cái cơ hội đó, là chúng ta sẽ học tập được những cái quốc gia đã tiên tiến đi trước rồi, nên chúng ta sẽ rút được những cái kinh nghiệm của họ, nên chúng ta phải làm công tác truyền thông thường xuyên. Song song bên cạnh đó thì chúng ta phải có biện pháp là xử phạt răn đe và phải thật nặng, và phải với cái mức phạt là cao thì bà con sẽ người dân người ta sẽ ý thức được cao hơn. Chúng ta phải đưa cái việc đó vào trong giáo dục từ những năm đầu của bậc tiểu học, và chúng ta phải có giáo dục thường xuyên, công tác truyền thông thường xuyên của xã hội để nâng cao cái ý thức bảo vệ môi trường cho người dân. Thì đảm bảo rằng là khi người dân người ta hiểu được rằng là cái bảo vệ môi trường là một phần của cuộc sống, thì là chắc chắn một điều rằng là ngày càng cái số người có ý thức bảo vệ môi trường ngày càng tăng. Với tình hình vứt rác thải bừa bãi như hiện nay, hậu quả kéo theo nó cũng không phải nhỏ. Để bảo vệ môi trường, hạn chế tình trạng xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, các ngành chức năng cần thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự giác của mọi người về việc giữ gìn vệ sinh.
Thưa quý vị, xả rác bừa bãi là thực trạng rất đáng phê phán vì nó gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường và xã hội. Chính vì thế, hãy cùng chung tay góp sức vì một đất nước xanh, sạch đẹp và văn minh theo khẩu hiệu Mình vì mọi người vì mình. Đến đây, chuyên mục Tiêu điểm nóng xin phép được khép lại. Quý vị khán giả có thể theo dõi chương trình được phát lại vào lúc 11:45 ngày hôm sau và trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.